chúng ta đang phải đẩy mình vào trận đấu chung kết sớm. Kịch bản vẫn như thế trước, hy vọng rằng sẽ thay đổi một chút ở cái kết. Về kịch bản, đoạn đầu phim và giữa phim thì sẽ như J1, nhưng cái kết thì sẽ có hậu hơn một chút dành cho Grand Quiz. Bởi vì kịch bản J1 là cái kết là không có hậu rồi, có hậu cho Truy Mệnh. Chết giờ này đúng là nhục, chắc là đen thật rồi. Bằng chân sô tử và phi mít đến khoảng tầm ít nhất là 3 phát phi mít. Giờ thì chết dòng được rồi. Còn 27 dân số 1, kick 2 vẫn đang chuẩn. Thì chúng ta đang có một bầy vầng đôi voi đưa về. Vâng, bán theo kiểu hai hưu bầy, bầy hưu đầu và bầy hưu phụ cũng như là đôi voi về. Đó là một bài cơ bản để cho Yao Tô trong đánh 2-2 thôi. Còn trong đánh kèo cung chém như này đây, xác định được bài coi là yêu. Để coi bài yêu. Trong 2-2 thì nó là bài cơ bản. Hư 7 kia sẽ tương xứng với cả một bãi quả 5 cây. Còn hư 7 MF này thì là hư đầu. Nó đôi voi về. Tính quy ra thì nó là bài kiểu bằng một hưu đầu 7 đôi voi đưa về cũng như là một bãi quả phụ 5 cây thôi. Vâng, kia Truy Mạch đã lên đời 10 chiêu sớm, 9 phút 5 x lên đời xong. Và kích 3 thì mình nghĩ rằng muộn nhất từ trong bài Gian thì Truy Mạch cũng sẽ kích trong khoảng tầm trước 10 rưỡi trận này. Quýt đang khoảng tầm 10 phút 42 giây. Bằng 46 giây bài này. Vâng, Quýt vẫn lên chặt gỗ và cả đầu vàng trong trận này, bắt đầu cắt dần ra thêm gỗ và ra thêm ruộng cho bài Sirian. Bên kia Truy Mệnh thì không biết tầm này Truy Mệnh đang làm gì rồi, điểm số Truy Mệnh tạm thời đang thấp hơn. Vâng, vẫn chưa lên 3 từ Truy Mệnh. Vâng, khung nha. Lại là bài đánh theo kiểu vừa chém to khỏe. Không hy vọng trận này nhà Truy Mệnh không phải là theo kiểu vừa lên sớm và vừa khung mắc mình trận này. Chưa lên 3, dưới lên 3 là cân nhau thì phải. Truy Mệnh cũng là bài kích trong 10 thôi. À, kích trong khoảng là 10 phút 4x thôi. Không phải là trước 10-30. Vâng, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc rổ ấm rồi nhỏ bay eo rồi rồi. Phát hiện ra bóng e của đối thủ Truy Mạnh. Dường như là bo nhỏ bãi gỗ. Hay là bo A. Bộ bài dâng A rồi. Đang dâng A cao. Nói chung theo kiểu bằng con quân thôi. Còn dâng hay không thì chúng ta vẫn chưa biết. Tạm thời vẫn đang là A cao và đánh theo kiểu bằng con quân. Sẽ công rát bài này cho Truy Mạnh. Còn việc dâng hay không có lẽ chúng ta còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Biết chính xác rằng trận này Truy Mạnh đang đánh theo kiểu gì. Nhà Truy Mạnh trận này không khung rồi. Bằng bo theo kiểu bằng bo bãi gỗ mình. Vâng, thế trận như này đòi hỏi quyết phải chi. Vâng, phải chi thế trận như này bởi vì lâu về ra kiểu đầu tiên thì Truy Mạnh lời ép đều quân là cái chắc rồi. Một cái nữa quyết nên lưu ý rằng mình vẫn chưa lên xong đầu vàng, lên chỉ đầu vàng. Vâng, chém vẫn đang trài bởi vì lâu về dài thì gần mà quyết quản tốt thôi. Thì quân Truy Mạnh không sắp được đều. Thì lại là tươi cho ông ta. Cần phải thật trì trong thế trận kiểu như này. Đào vàng lên xong, lượng vàng đang tăng là tương đối chóng mặt. Vâng, câu kéo thời gian. Và chờ đợi thời điểm mà Truy Mạnh hết được đấy, bắt đầu hết dần lực rồi. Cảm giác bắt đầu đang phải, Truy Mạnh đang phải cơ cấu chuyển lực từ việc ăn hoang sang việc ra ruộng. Nhưng tình huống lọt vào hơi căng, nhà Truy Mạnh càng không để ý. Lọt nhà rồi. Lọt nhà nhưng Truy Mạnh này không dám lao vào. Chỉ cho ba con vào thôi. Vâng, Truy Mạnh cho đúng ba con giờ đi vào. Và toàn bộ giờ đang bác ra bên ngoài để quay lại ốp lờ của người cầm heo ô tô. Tiếp tục thì Truy Mạnh đang ngự quen đường cũ và đang muốn đục vào nhà Yamato tớ này. Tạm thời thì Quýt vẫn đang chưa có tay để tìm ra tất cả các cơ sở ban của Truy Mạnh. Bởi Truy Mạnh vẫn đang là bài phải có một khoanh ruộng ở một khu vực nào đấy thì Truy Mạnh mới đang sắp được quân trong trận này. Khả năng cao nó sẽ là vào góc 9 giờ. Sẽ là khoanh ruộng ở đây rồi. Đây rồi. Map này map đánh rồi, map này trận trước là Zui cầm Kata. Và cái bài AC này trước là Egip. Map bài Egip rất khỏe. Bài hai quả phụ cũng là đôi voi. Bây giờ nhìn thấy nha thì nhìn pha cơ hội nào Quýt thì mình nhớ ra là hôm trước là gì mang là Zui cho map này rồi. Chính xác hơn là nhìn cái hốc này. Thì quân hôm trước thì gì mang là cầm Egip chứ phải AC. Còn bài Yao Tô này là Zui cầm Kata. Cũng là một bài gì mang theo kiểu con khu hốc như này. Với thế nha, trận này tính ra thì Yamato là cũng kiểu coi là gần khung. Và trận đấy thì Zugi là người đang đánh lạc đà chuyển qua một ao. Bài xe, bài cái bài mắc binh rồi. Bài xe mắc binh. Nó có đôi voi câu về với cả bãi quả. Đôi voi nó dò lỗi kìa đấy. Hôm trước xe mang dò thấy. Mắc khê. Hôm trước Zugi còn chuyển cung á. Map này nó dò lỗ đôi voi, còn chuẩn dò đôi voi kia quả phụ. Nhà tính ra trận này Yamato khung mà trước Zui còn đánh cung A hay một áo. Vâng, xin một trận bài chuẩn nào. Reset lại đế chế không anh nhỉ? Chưa thấy cái map nào mà coi bài Yamato chuẩn cả. Từ ngày mình đánh trên Garena thì mình cảm giác rằng bài phở Yamato rất là ok. Hôm nay hơi đen, có lẽ một là quýt đen hay do mình đen chẳng hạn.
vọng chưa thấy bài nhau tô nào kiểu bằng 26 dân cộng 1 kích người sớm. Thấy quả rồi. Rồi như vậy quả chúng ta ăn được. Ăn tốt, ăn khỏe. Vâng, tất nhiên chúng ta không thể phủ